Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn dòng bát rời 25 từ 190 quận tiếng côi 76, thương hiệu của BMC. Con này là bát 25 nhưng từ rất to em nhá. Từ 190 thì anh em phải đắp loa full. Full là con này rất là nực, nó chịu đòn được tốt. Thương hiệu BMC thì đồ này họ ghi là của Ý nhưng chắc chắn là của Trung Quốc anh em nhé, không có đồ Ý. Điều đặc trưng của con bát BMC này anh em thấy là như cái kẹp từ là được làm bằng thép trắng, dòng râu cũng được bọc nhựa đó, dòng chạc nhún. Và con này chỉ có 4 xương anh em nhá, chỉ có 4 xương nhôm. Trong màng giấy và có nhai và sợi bông thủy tinh, anh em mà nhìn kỹ thì sẽ thấy óng ánh. Bát 25 này anh em thấy được màng được sơn bóng để chống ẩm rất tốt cho những anh em nào mà có liên quan đến phải đi nằm ngoài trời, liên quan đến mưa gió thì những cái màng chống ẩm này rất là tốt. Màng giấy và gân vải hai sóng anh em nhé, và gân vải dầu hơi dính một chút này. Hàng rất chất lượng mà côn rất là khủng khiếp, lên tới 76 cho những chiếc bát 25. Như em va thì thấy bát 25 mà côn 76 hiện tại là đang là to nhất, chưa thấy côn to hơn 86 hoặc 100 thì chưa thấy. Chiếc bát này anh em nên loa full vì anh em ghép với kèn côn 44 anh em nhé, kèn côn 44 thì cho nó thích hợp nhất. Còn trong trường hợp anh em lắp côn kèn hoặc côn 35 thì vẫn đánh được, nhưng bên em khuyên là ghép kèn côn 44. Và giá sản phẩm này được bên em phân phối và bán ra là 1.900.000 một đôi và được bao ship toàn quốc anh em nhé. Và anh em đến cửa hàng mua thì giá là 1.800.000. Sản phẩm đang có sẵn và để được tư vấn và mua hàng, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 612323. Và để được tư vấn nhanh thì anh em hãy điện cho nhanh, đôi khi anh em nhắn tin thì em bận công việc nó không thể quyết nhanh được. Và để bày tỏ quan điểm cá nhân của mọi người về cái sản phẩm này, anh em có thể comment ở dưới cái video này để anh em mình cùng trao đổi xem nó xấu đẹp thế nào hoặc là chất lượng thế nào, anh em cùng trao đổi anh em nhé. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.